Cộng đồng người Việt ở Đức nói họ cần sự bảo vệ của các cơ quan nhà nước Đức và yêu cầu chính quyền liên bang ngăn cản những vụ bắt cóc tương tự như vụ Trịnh Xuân Thanh mà Ngoại trưởng Đức mô tả giống trong phim thời chiến tranh lạnh. Trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, một diễn đàn của người Việt ở Đức có tên gọi Việt Nam 21, nói cộng đồng người Việt tại Đức hiện nay cảm thấy bất an vì các hoạt động tình báo của Việt Nam và kêu gọi chính phủ liên bang có các biện pháp giúp bảo vệ họ. Nỗi lo sợ này đặc biệt tăng cao kể từ khi ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên người Việt của Sở Di dân và Tị nạn Liên bang Đức bị nghi ngờ do công việc của ông ta tại Sở Liên bang có thể do thám theo dõi đồng hương, theo lời bức thư. Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên của diễn đàn Việt Nam 21 khẳng định điều này với VOA. Cộng đồng Việt Nam tại Đức cảm thấy rất là bất ổn, cảm thấy bị theo dõi qua hoạt động của các điệp viên tình báo Việt Nam. Và nhất là tin mới đây con cho biết là có một người Việt Nam làm việc tại cơ quan liên bang của Đức. Và cái người đó là cũng có thể là theo dõi bởi vì họ có thể biết nhiều về cá nhân của người Việt tại Đức. Ông Thắng, 64 tuổi, bị Sở Di trú và Tị nạn trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức buộc thôi việc vào đầu tháng 9 vì những phát ngôn của ông trên Facebook cá nhân về mối quan hệ Việt-Đức, trong khi nhiều tờ báo của Đức đã nêu lên những nghi ngờ về vai trò của ông Thắng trong vụ Trịnh Xuân Thanh. Tiến sĩ Ân, người đã sống ở Đức hơn 30 năm, cho VOA biết Ngoại trưởng Gabriel chưa phản hồi về bức thư, nhưng trước đây diễn đàn đã nhận được những phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức về những yêu cầu sự quan tâm của chính phủ Đức đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và những vấn đề tranh chấp lãnh hải của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông.